Đối với các khán giả thuộc thế hệ 8X đổ về, Đàm Hằng không phải là cái tên quá xa lạ. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được đông đảo khán giả yêu mến. Đàm Hằng xuất thân từ diễn viên múa, nhưng lại yêu thích diễn xuất, nên ngay từ khi học năm thứ 2 của trường Cao đẳng Múa Việt Nam, thì Đàm Hằng đã được mời đi đóng phim. Nếu mà nói ấn tượng đầu tiên với nữ diễn viên này, thì phải nói tới phim Dòng Sông Phẳng Lặng của đạo diễn Đỗ Đức Thành. Đàm Hằng vào vai Diệu Linh, một cô nữ sinh đồng Khánh Huế, dịu dàng, đằm thắm, có tình yêu đáng nhớ với người lính và đi theo cách mạng. Đứng đầu trong hàng ngũ sinh viên qua bộ phim này, khán giả biết đến Đàm Hằng nhiều hơn và cô tiếp tục góp mặt trong những bộ phim tiếp theo đó như Đằng Sau Tội Ác, Lời Sám Hối Muộn Màng, Lửa Than. Sau gần 8 năm vắng bóng trên màn ảnh, Đàm Hằng quyết định nhận vai Hoa trong Lối Về Miền Hoa. Chị Hoa, gái ế của làng, bố mẹ mất sớm để lại cho chị gánh vác lo toan công việc gia đình và nuôi em ăn học ở trên thành phố. Điều này làm tuổi thanh xuân của chị trôi qua mất lúc nào không hay. Mãi đến năm chị 40 tuổi thì chị được anh Lâm để mắt tới, nhưng đời không tươi đẹp như cái tên của chị ấy. Hoa, người con gái sinh ra ở làng hoa, trồng hoa, yêu hoa và đi bán hoa. Nhân vật này là người có tâm hồn lãng mạn nhưng là gái quê, nên quần áo của chị ấy mặc kiểu gì cũng phải liên quan đến hoa. Người chị tần tảo vất vả sớm hôm đi trồng hoa, cắt hoa, lại đi bán hoa, nên trang phục phải là quần Âu và áo hoa cao cổ, tóc buộc gọn gàng, nhanh nhẹn thanh thoát, phục trang được may mới hoàn toàn. Về diễn xuất, nhân vật Hoa cũng là dạng vai hiền lành, cam chịu, số phận. Đàm Hằng cũng phải nghiên cứu rất kỹ từ trang phục cho tới cách diễn xuất sao cho khác với những nhân vật trước Đàm Hằng đã từng làm. Vất vả lo toan thật đấy, nhưng không chân lấm tay bùn đầu mù tóc rối. Gái già quá lứa lỡ thì mà không được xấu xí. Nói chung chị Hoa là người có tâm hồn lãng mạn, luôn mong muốn yêu và được yêu. Nhưng vì trách nhiệm lớn với gia đình và thương em trai, nên chị cứ phải đấu tranh tư tưởng rằng xé nội tâm giữa một bên là em trai và một bên là hạnh phúc của mình. Chị Hoa giống Đàm Hằng cùng ở độ tuổi U40, hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Thế nhưng Đàm Hằng ngoài đời có nét trẻ trung hơn, nhí nhảnh hơn, vui vẻ hơn, hay style ăn mặc cũng điệu đà hơn. Có thể do tính chất công việc của Hằng kinh doanh về sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nên Đàm Hằng cũng chú trọng tới hình thức nhiều hơn chị Hoa. Chúng ta ai cũng chỉ sống một lần trong đời, không ai sống hơn được. Vậy hãy chọn cho mình một cuộc sống thật sự hạnh phúc và ý nghĩa. Cuộc đời này biết sai thì sửa, biết lệch thì uốn. Đôi khi cong với người này nhưng lại hợp với người kia. Vì mỗi con người là một mảnh ghép của cuộc sống. Dù ngắn hay dài, dù tròn hay méo, chỉ cần đặt vào đúng vị trí của nó vừa là được thôi. Quan trọng là phù hợp. Vậy nên chuyện hôn nhân của Đàm Hằng không coi là sự đổ vỡ, chỉ đơn giản chỉ là một con cá chép không thể bơi giữa dòng nước mặn ở biển khơi, nên thả nó về đúng vị trí mà thôi. Có thể thấy, dù nhiều năm tạm ngưng đóng phim để chăm lo cho cuộc sống gia đình cùng với việc kinh doanh, nhưng Đàm Hằng vẫn giữ được vóc dáng và nhan sắc trẻ xinh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với lối diễn xuất chân thật, nữ diễn viên sinh năm 1983 sẽ làm tốt vai diễn Hoa trong Lối Về Miền Hoa, tạo ấn tượng mạnh với khán giả trong lần quay trở lại này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông Tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.